Vlog. Cao Tùng Vlog phải không? Em sẽ đón tập này tại vì em coi. Có em nữa phải không? Sáng giờ buôn bán được em gái? Cũng được á. Dạ có mấy cô này nghe được rất không? Là im tai luôn. Trời ơi. Mắc cơm 50, 50 mấy cô ơi, tôi bánh kẹo không cô? Mấy khách du lịch cũng khá là đông đó. Cũng buôn bán được ha. Rồi cảm ơn. Vậy thôi có hy vọng vào. Cạn mưa vào chiều nay chúng chôn hảo hào cũng xong. Cao Tùng Vlog mến chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn nha. Hiện bây giờ mình sẽ tiếp tục di chuyển lên Điện Bồ Hông để quay cảnh cũng như là bà con đang du lịch lên Điện Bồ Hông nha. Ở đây thì mình thấy bà con đang tập trung chuẩn bị xe để mà lên Điện Bồ Hông rất là đông luôn nè. Rồi mời cả nhà nha. Rồi bây giờ mình đã lên đến đỉnh núi Cấm rồi cả nhà, Điện Bồ Hông. Và bây giờ mình sẽ quay tình hình ở trên Điện Bồ Hông cũng như là quang cảnh ở trên đây để giới thiệu cho tất cả bà con xem nha. Trời ơi anh ơi. Đây có hai em gái mới vừa lên tới đây à, giống như mình luôn nè. Đó. Rồi. Mình sẽ tiếp tục đi lên trên Điện Bồ Hông nha cả nhà. Đồng hành lần này vẫn là kênh của anh Bức Tranh Miền Tây, là một tem quen thuộc của mình. Lên Điện Bồ Hông cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ lên Điện Bồ Hông cả nhà. Hai bên đường mình thấy bán bánh cũng khá là nhiều. Rồi. Cái đường chào chú nè. Cỡ nè. Bên chú là Bức Tranh Miền Tây. Ồ cái dốc lên Điện Bồ Hông khá là dốc nha cả nhà. Mình thấy hai bên đường có những cái cây thanh để mà vịn vào để mà đi lên dễ dàng hơn nè. Tại vì cái độ dốc của lên Điện Bồ Hông khá là cao, khá là dốc luôn. Mở chân chim chỉ không tề rút các thầy. Còn có bác anh chị nào đã từng nghe nói mở con chân mà chưa ai biết thì hôm nay sẽ có điểm giới thiệu xin chơi cho biết. Mình sẽ quay toàn cảnh luôn cả nhà. Cái đường đi lên Điện Bồ Hông luôn để cho bà con gần xa có thể nhìn rõ được cái những cái bậc thang cao như thế nào để mà bà con có thể đi du lịch nha. Mình lên khoảng giữa đoạn thì cảm giác cái chân của mình nó cũng hơi bị mỏi rồi. Có bà con, mấy bà con đang ở đây đang cũng đang nghỉ mệt giống mình đó. Khỏe
mệt đâu. Mới lên được nửa đoạn này cả nhà. Không khỏe đó, khỏe đó. Khỏe không cô? Mình đi chùa mình đó mình lá đó mà. Mình nói khỏe. Quay cho mình lên YouTube đó. À, đa số bà con đi lên là phải nói khỏe nha cả nhà. Khỏe mới được các cô. Khỏe quá, nó khỏe là cái dịch đây thôi. Dạ. Cũng gần lên lĩnh cả nhà. Sao mấy cô? Mẹ mấy cô đều đứng mà. Mấy cô đi chung với mình nè. Đứng nghỉ rồi. Nhưng mà vẫn còn khỏe. Khỏe. Khỏe ra như bò cái xe luôn. Khỏe ra. Đi lại cái tuyến đường nãy giờ mình đi lên nè cả nhà. Ồ. Khá là dốc cả nhà. Khỏe không cô? Khỏe. Cô này ngồi vịnh cái vịnh luôn nè. Cô vẫn nói khỏe cả nhà. Khỏe. Dạ. Khỏe mới lên tới nơi. Dạ. Ôi, mấy cô chú đang nghỉ mệt rồi. Khỏe không mấy cô? Ờ, phải ghe à, mồ hôi hám lã cho kìa. Mà ngồi nghỉ hết rồi đó. Rồi mình sẽ tiếp tục đi lên nha. Khá là đông luôn. Rồi để mình ghê máy chút xíu trở lại phía sau cho cả nhà xem nha. Rồi mình nghe cái tiếng rau giòn giả của mấy chị đây nè, nghe rất là thích lo tai luôn. Ồ, lên cái nghĩ dù không rồi. Lên chút xíu mình nghe cái tiếng giòn giả của mấy cô này nghe được rất không? Là im tai luôn. Trời ơi, năm chục mấy cô ơi, tôi bánh xèo không cô? Mà bánh xèo 50 luôn. Trời ơi, chị nào bánh cơm 50, bánh xèo 50, bánh cứu quyền liền luôn chị ơi. Trời ơi, nghe ra đi, nghe tiếng giòn giả của cô quá trời nha. Này là bị cao của Lâm nha. Ôi. Nghe cái nhà quan cảnh ở phía trên dù mà không cái nhà. Cho chú lên TV luôn. TV luôn. Đây khu vực hàng rong. Mình nhớ rồi, không biết là ở phía xa xíu nữa cả nhà xem nè. Còn rất là nhiều khách lên đây cả nhà. Khói này cả nhà. Quá ngon. 5 phần đúng không? Cái gì nhiêu? Cuộc sống ở trên Dồ Bà Hông cả nhà, cái ngọn núi cao nhất của An Giang cũng như là đồng bằng sông Cửu Long cả nhà. Đó, không khí rất là nhộn nhịp luôn cả nhà ơi. Không thua gì ở mấy cái chợ ở dưới thành thị cả nhà. Chị mình có
Rồi lắm rồi ra nè. Rồi mình sẽ tiếp tục đi đến phía trước nè cả nhà. Hai phần nữa mới được. Ở đây mình thấy bán rất là nhiều sách cũng như là những cái vật để về lưu niệm nè, rất là nhiều luôn. Bên đây thì mình thấy có em gái nè, có bánh xèo hả em gái? Cơm hả? Trời ơi đó. Sáng giờ buôn bán được em gái? Cũng được á. Đây mình thấy đây là rau bán bánh xèo nè, tương nha, mà quá nhiều các loại rau. Mình biết ở trong đây thì có một hai loại rau mình biết nè, có bằng lăng nè, thì rau này á kim sắc nè, bà con người ta trồng còn có trên núi sắn luôn nha, không cần công phu gì cả, rau tự nhiên kim sắc rất nhiều nè, làm cho món bánh xèo quá ngon luôn. Những cái củ rau mình thấy là đã thèm bánh xèo rồi đó cả nhà. Trời ơi, khi mà muốn di chuyển những cái đồ vật, những cái món ăn mà lên trên đỉnh thì phải rất là công phu cả nhà, phải nhát lên rất là cực khổ luôn. Dạ, để con quảng cáo cho bà dạ. Con nào có lên dù bò hông thì ghé ủng hộ gian hàng của bà hai. Rồi con chào bà nha. Dạ, cảm ơn con. Mà quán trong này là của bà luôn ha. Dạ. Dạ, rồi, cảm ơn bà. Lên rồi đi xuống rồi tiếp tục đi lên rồi tiếp tục đi xuống nữa cả nhà, rất là nhiều cái khung dốc hai bên bán cũng khá là nhiều luôn. Đặc biệt là mình thấy bánh xèo và những cái loại rau đặc trưng của nước cấm nè cả nhà. Chị ở đâu đi du lịch? Đi cúng thôi, đừng không dẫn tôi mà. Dạ hả? Ngại hả? Lát này mình đi xuống rồi gặp mấy chú này đi lên. Đây thì mình thấy cũng giờ này tầm trưa, tầm 12 giờ trưa cả nhà, cũng rất là vắng luôn. Nãy giờ mình đi xuống rồi, bây giờ mình tiếp tục đi lên nữa nè cả nhà. Đó, tiếp tục đi lên nữa nha. Nãy giờ mình tiếp tục đi lên nè. Mình đi chơi kìa, lo điện thoại thằng miếng điện thoại đi.
chữa nào miễn phí luôn nè. Đó. Có miễn phí không trời? Quảng cáo. Mình chỉ chọc cho anh bước chân miền Tây có không khí chút xíu rồi cả nhà. Cả nhà. Rồi hai con này có cái trang phục rất là lạ mắt luôn nè, rất là đẹp luôn. Gâu nháy cả nhà, quá trời nhiều gâu nháy luôn nè. Giá này nhiều cả nha, bánh này quá trời nhiều luôn. Thấy nhiều buôn bán được không chị gái? Được. Lai gai ha. Mấy gà em thấy khách du lịch cũng khá là đông đó. Cũng buôn bán được ha. Rồi cảm ơn chị gái luôn nha. Rồi, ở đây mình thấy có nguyên một đoàn áo vàng luôn cả nhà. Đó. Nguyên một đoàn luôn. Mấy cô chú không biết là ở tỉnh nào lại. Rồi. Rồi mấy anh đi trước đi. Đoàn mình ở đâu hả cô chú? Mỹ Tho, Tiền Giang hả? Dạ. Mỹ Tho, Tiền Giang cả nhà. Đoàn này. Đoàn chú rất là đông luôn. Rồi cũng sắp đến dồ bà hông nghe cả nhà, chỉ vài bước chân nữa thôi. Cái đoàn của chú nãy giờ mà chưa hết nữa nè. Vừa ra khỏi mấy khu nhà thì chỗ này rất là trống. Mình thấy ở đây có bán hé nè. Bắt hé nè cả nhà. Gần đến vô bà hông nha cả nhà. Đó, nghe con này đồng 2666 nọ nặng trả báo xây nhà mới cáo còn dư là cho con cho cháu luôn. Trời ơi cô chứ. Sông sâu nước chảy dòng cầu mà chiều nay chúng số thì hết gầu hết lo. Ngày nào mình thiếu nợ to. Chiều nay chúng số thì khỏi lo nợ nào luôn cô bác anh chị ơi. Cô này đọc cái giọng rất là thích luôn nè. Muốn hảo dài tờ số đi cô bác anh chị ơi. Đường mà chạy lên. Rồi mình tiếp tục đi lên vô bà hông cả nhà. Cái đoàn của chú ở Mỹ Tho, Tiền Giang nè. Mình thấy cũng còn khá là đông nè. Chưa hết nữa. Nãy giờ mình thấy rất là đông nè. Đây là quang cảnh ở trên vô bà hông cả nhà. Hôm nay thì mình thấy hơi vắng lại rồi. Ở đây là vô bà hông cả nhà. Nơi cao nhất của núi Cấm. Vô bà hông cả nhà. Cúng cơm nữa nha. Thank you.
nha. Vũng đâu? Chung, đâu ở Bà Rịa Vũng Tàu. Wow, ở Vũng Tàu, dạ yeah, quá xa. Thì 70 người rồi. 70 người, dạ. Được chưa? Xin đang chuẩn bị rồi để mình cúng nè cả nhà. Bánh không hả? Bánh có cơm, cái cây mà đang bưng chở đó nghe nãy giờ. Chưa. Cái cây kia. Cái cây bên kia. Thì mình sẽ qua để. Mấy bà con đang đi giếng và đang xíu nữa là cúng chùa nè, cúng củ quyền cả nhà. Đây là quang cảnh xung quanh dù bò hông. Cho tôi 2 tấm thôi. Rồi. Cho nha, tôi xin nha. Rồi. Ủa xin là không trả tiền á. Rồi luôn hả? Thiệt luôn. Bình thường. Rồi bà con ơi, ai đi lên trên này gặp anh trai đánh cho cái số miễn phí luôn. Đúng không? Đúng không? Đúng hả? Chúng số 1.000 được chưa? 10.000 bỏ túi làm chi, mua cờ vậy số có hay làm giàu. Cặn mưa gào chiều nay chúng chú ngọ ngào cũng không. Hết chưa? Rồi. Ồ, vỗ tay. Còn câu nào hay nữa không? Hết rồi. Rồi mình sẽ tiếp tục lên điện củ quyền cả nhà. Bên đây mình thấy có một cái quán dưới chân điện củ quyền mà. Nói đầu bên ngang qua núi Cấm luôn. Mình ra đây mình sẽ quay một vòng xíu nữa cho bà con xem nha. Cảnh này rất là đẹp luôn, rất tuyệt vời luôn. Con lao tiếp mẹ con gái. Con biết lao. Vậy là con dở không mẹ? Con có chịu hình qua vậy? Đúng rồi, con dở. Con dở hả? Trời ơi, mới nói chuyện rồi. Dễ thương ghê. Thấy kìa. Đi đâu ai cũng chơi. Đi đâu ai cũng chơi con dĩ trơn hả? Trời ơi, không ai khen nhỏ trơn. Cô đơn. Cô đơn. Ngoại giao rộng mà cô đơn. Ê, sao kì gốc hoài vậy? Hai đứa giống nhau quá ta. Sinh đôi hả? À, bé là chị. Con là chị hay con là em? Con biết. Con không biết luôn. Con là em hả? Hả? Rồi, vậy là chị giỏi hơn em rồi. Nhưng mà em nói chuyện nhiều hơn chị. Lành hơn quá lành mà. Lành hơn nè. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.
đứng bên kia chờ cô qua đây rồi. Tìm không thấy. Ừ, đứng bên hông. Rồi lên vô. Nên là đường lên nè, tụi con đang lên không bị cúng hay gì. Bánh bao nào cũng là đưa mấy cái chai nước cho hỏi đi biết đi. Ủa anh hỏi biết chưa lên mà. Lên rồi. Đây cúng chưa cô? Cúng chưa em gái? Chuẩn bị cúng anh, bộ anh quay YouTube hả anh? Ừ. Quay lên người ta biết mặt em. Trời ơi, con gái xinh quá xinh rồi. Thôi hoài anh. Kênh quay... YouTube của anh là gì anh nói đi em lên em. Cao Tùng Vlog, Cao Tùng Vlog. Cao Tùng Vlog phải không? Em sẽ đón tập này, tại vì em coi. Có em nữa phải không? Đây, em cúng nha. Trời. Cảm ơn em gái nhiều nha. À, cuối cùng thì kênh Cao Tùng Vlog cũng kết thúc video dạo quanh một vòng của dù bò hông cũng như là tình hình buôn bán của bà con. Bà con nhớ ủng hộ kênh Cao Tùng Vlog bằng cách ấn đăng ký kênh và nhớ đón xem những tập tiếp theo của kênh này cả nhà. Một băng,